Các bạn thân mến, chúng ta đang trên đường đi đâu? Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, chúng ta sẽ dạo một vòng bằng chiếc xe. Xe gì? Xe Audi. Let's go. Yeah. Yes, we are on the way to go around and around on the first day of winter. Let's go. Yes. This is a beautiful car, Audi. Đẹp lắm, một chiếc xe Audi rực rỡ. Baby, đẹp quá đi, đẹp không thể tưởng tượng luôn. Úi dạ dạ. Wow, những tiện nghi của trong chiếc xe này là quá hấp dẫn luôn á. Wow, GPS nữa. Xe hả? Không cần chìa khóa luôn á, bấm lên hả? Đi. Đó, rồi đó. Ren. Wow, rồi á, mình chỉ cần phóng đi thôi. Wow. Wow, thấy chưa? Hết sảy luôn á. Wow, đẹp quá trời luôn. Okay, let's get out of the car and have a look around and around. Beautiful. Very nice. Baby. Baby, 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 baby. Wow, look at the four alloy wheel shining, shining. Ooh. Ooh, beautiful. I love alloy wheels. Okay, we have something to do. Beautiful. It's beautiful, baby. Very nice. You just can't say no. Look at that. Look at that, beautiful. It must be a very old tree. Wow, look at that. Vâng, đúng vậy. Mùa đông đã đến Australia. Và hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Today is the first day of of winter. And it's not really cold now. Maybe I wear warm clothes. It's beautiful. We are on the way to somewhere special. Diamond will take you there. Yeah? Let's go. Beautiful. Mình hiện giờ đang trên đường đi một vòng của giới thượng lưu ở. Đây là những cái người thuộc về cũng giàu lắm á. Bí mật không nói cho các bạn biết đâu nha. Wow. Các bạn xem cây cối ở đây cũng to hơn người ta. Cái rễ cũng to hơn người ta. Đoán xem đây là đâu. Chỉ biết là đây là giới thượng lưu ở. Các bạn thân mến, mùa đông mát lạnh, mình rất là thích những ngọn gió nó mát như vậy đó, làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Bây giờ mình sẽ phim những cái rễ cây này, cũng có tuổi lịch sử của nó không biết bao nhiêu năm rồi. Look at that. Oh, the root from the tree. It must be very old. Look at that. Very old. Gee. Wow. And that too. Very old. Root. Look at the root. Very old. Gee, you can see. Look at that. Wow. Oh. Trời ơi, những cái cây này rất là đẹp ha. Thank you for watching and being my movie stars. Don't forget to subscribe Diamond here and watch more video there. Till then, have a nice first day of winter in Australia. You awesome. Cheers. It's beautiful. Blue sky. Baby. That would be awesome. But I'd probably...
hill. Wow, you can see 45 degrees. He's come to know. Ooh. What's this? Wow.